Hiền Hồ bật khóc trong đêm nhạc ở Đà Lạt, tương lai tôi sẽ là một phiên bản tốt nhất. Hiền Hồ không giấu được sự xúc động trong đêm diễn. Tối ngày 21 tháng 4 vừa qua, Hiền Hồ đã có một đêm nhạc tại Đà Lạt. Đây là đêm nhạc hiếm hoi mời nữ ca sĩ biểu diễn sau những ồn ào trước đó. Thời gian qua, Hiền Hồ cũng đi hát trở lại nhưng chủ yếu chỉ diễn trong các quán bar. Hiền Hồ bật khóc trong đêm nhạc ở Đà Lạt. Xuất hiện trong đêm nhạc, Hiền Hồ đã mang đến những ca khúc đình đám trong sự nghiệp cũng như cover lại một số bản hit của những ca sĩ khác để phục vụ khán giả. Những đoạn clip ghi lại các tiết mục biểu diễn của nữ ca sĩ sinh năm 1997 sau khi được chia sẻ trên mạng đã thu hút sự quan tâm lớn, nhận về nhiều luồng ý kiến khen chê khác nhau. Đặc biệt, khoảnh khắc Hiền Hồ bật khóc trên sân khấu sau khi trình diễn bản hit khóc ở trong club đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Cụ thể, sau khi đã bùng cháy hết mình với ca khúc khóc ở trong club, Hiền Hồ không kìm được sự xúc động, chia sẻ, ca khúc này có rất nhiều cảm xúc với Hiền, bởi vì nó gợi lại rất nhiều những cảm giác rất kinh khủng, nên mọi người hãy thông cảm vì Hiền đã bộc lộ cảm xúc như vậy. Sau đó, một nữ khán giả đã tiến lên sân khấu để tặng hoa an ủi Hiền Hồ. Nữ ca sĩ tiếp tục phần chia sẻ của mình, lúc đầu vừa đoạn thức suốt đêm nghe nhạc thì Hiền không thể kìm được. Hôm nay Hiền hứa với mọi người trong tương lai Hiền sẽ là một người với một phiên bản tốt nhất. Sau những trải lòng, Hiền Hồ tiếp tục phần biểu diễn của mình. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, có ý kiến thể hiện sự mũi lòng trước những chia sẻ đầy chân thành của Hiền Hồ trong đêm nhạc này. Tuy nhiên, vẫn có không ít người mỉa mai nữ ca sĩ về những ồn ào trong quá khứ. Trong một livestream cách đây không lâu, Hiền Hồ thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ về chuyện trở lại showbiz hậu ồn ào. Nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết, thôi, quay lại được thì quay. Không thì thôi, tôi cứ kệ. Tôi cứ làm việc của tôi thôi, được đón nhận thì quay lại, không thì thôi, mình cứ cố gắng làm việc của mình thôi còn ai làm gì đó thì làm. Không có khao khát đâu. Hay khi bị mỉa mai chuyện chỉ đi hát trong quán bar, lắp trên sóng livestream, giọng ca có như không có liền đáp trả, anh này phân biệt đối xử quá, hình ảnh em như vậy diễn ba, lắp là ngon lắm rồi anh trai ơi. Diễn ba, lắp cũng nhiều tiền lắm đó anh trai. Khán giả ở đâu cũng là khán giả mà anh trai nói gì ngộ vậy, anh có show diễn ở ba, lắp không? Khách ở club người ta bỏ bao nhiêu tiền để vào nghe mình hát, người ta đi chơi uống bia uống rượu trả một đống tiền đó sư huynh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.